Hai các bạn, hôm nay mấy má con mình không có nấu ăn, đi order pizza về ăn. Order pizza tới 3 ổ luôn, với ổ bánh. Pizza này ở Việt Nam này không biết có hiệu này không ha mấy bạn ha. Đây mình order pizza này. Cái này con gái mình order barbecue chicken. Như lấy ly nước nha con. Cái này là gì gì? Pepperoni pizza. Pepperoni pizza hả? Yep. Pizza này là just cheese. Ổ này là 7 đồng rưỡi ổ nè mấy bạn. Ổ này cũng 7 đồng rưỡi. Còn ổ barbecue chicken này là 12 đồng. Cái này là Red stick là 4 đồng mấy, gần 5 đồng ổ. Ok, bây giờ mình ăn nha. Cái này là pepperoni pizza. Con trai mình ăn. Eat pepperoni and cheese and bread and sauce. Cái này là barbecue pizza các bạn, ngon dữ lắm. Ở đây là just plain pizza với cheese hoi. Pizza ăn ngon lắm các bạn ơi, nhưng mà ăn hơi mập. Mấy có này có chi, có bacon, có gà, có hành ngọt. Lâu lâu rồi làm biếng nấu ăn pizza. Mới order về nên nó nóng, thịt nóng, ăn ngon. Pizza ở Việt Nam còn bán mắc hơn bên đây. Bên đây còn bán rẻ hơn Việt Nam đó. Việt Nam hình như bán bằng giá tiền Mỹ nhưng mà cái ổ pizza nó nhỏ hơn. Hay như ha? Yeah. Nó có bread stick ở đó. Rất thích. Từ nhỏ thích ăn red stick mà. Thank you. Red stick. It's good. Nó có đủ thứ, mình muốn order cái gì thì mình nói người ta. Má ăn thử đi. Có cái sốt hồi nãy không? Ăn pizza sauce. That's pizza sauce. Có cái sốt này để chấm rất sức cho mấy bạn. That's also ketchup. No, cái này là không phải ketchup, là pizza sauce. Marinara. Hả? Marinara. Marinara. Okay, can you get me? Just excuse me. Bây giờ mình ăn nha. Này, pizza chi không mấy bạn? A plain pizza. Plain pizza.
Maybe just with cheese and sauce and bread. Ngon. Mình cũng thích ăn bí xào dữ lắm, nhưng mà sợ mập bên nên ít ăn. Lâu lâu mới ăn một lần. Cứ tới thứ sáu là mình cho mấy đứa nhỏ muốn ăn gì là như order cho tụi nó ăn, rồi mình ăn theo đồ Mỹ với tụi nó. Khỏi nấu ăn. Ngon cho mình. Này thì bỏ chiên không mấy bạn, còn cái loại này thì nó có đủ thứ. Còn cái loại này thì chi không. Này mình ăn chừng 3 miếng là no té thở. Có ăn chừng mấy miếng? Chắc chưa. Chưa miếng hả? Nhớ ăn mấy miếng? 3 miếng. 3 miếng rồi. Có muốn ăn này không? Chút mới ăn. Thế này cho chút. Cho chút nè. Con của con có ăn hết thì được cho má anh chị. Má lấy khác không? Này trời mưa gió, mình khỏi đi mua, mình kêu người ta chở lại nhà. Này là chi xít nè mấy bạn. Chi xít là có chi ở trong hả Như? It's chi. Breadstick. Breadstick. Oh, red stick hả? Yeah. Red stick. Nó bơ thôi mà nó nhỏ. Ôm tôi là hẳn nè. Nghĩa gì không? Vậy mà tôi xuống bàn. Mấy má con order quá trời luôn, chắc ăn tới ngày mai mới hết. Plastic.
Này là pepperoni hả gì? Pepperoni. Pepperoni. Pepperoni pizza. Gì? Pepperoni cheese sauce and bread. Ăn ba miếng này không biết nhiêu calorie. That's a lot of calories. A lot of calories, huh? Maybe. And the breadstick is only made out of bread. Barbecue pizza, barbecue cheese, sauce, and bread. Ăn xong pizza này thèm bún mắm mấy bạn ơi. Ngày mai mình nấu bún mắm. And the plain pizza is cheese, sauce, and just bread. Giờ này là bữa sáng ở Việt Nam. Mà Việt Nam mình có ăn pizza buổi sáng không mấy bạn? Ở đây mình có ăn pizza buổi sáng không? Yeah, breakfast pizza. Breakfast pizza. Chào mấy bạn nha. Chúc mấy bạn luôn luôn vui vẻ. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Không biết mấy bạn thấy mình ăn pizza có thèm không thôi gì ha. Yeah. Make sure to subscribe. Bye and make sure to subscribe. Bye mấy bạn. Bye đi con. Bye. Bye. Tạm biệt. Tạm biệt. And subscribe.